Bây giờ là 6 giờ sáng, kính mời quý vị và các bạn xem tin tức Đông Tây của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Sáng nay, chương trình có nhiều tin nóng và nội dung hấp dẫn. Cà Mau, hy hữu cậu bé 6 tuổi nguy hiểm tính mạng nghi do mực Atu cắn vào tay. Thực hư câu chuyện đào trộm mộ ở Hải Dương vì tin đồn có vàng. 9X Cần Thơ có tài vẽ tranh lòng tranh sống động đốn tim cư dân mạng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong vòng nửa tháng, Bộ Y tế phải công bố chất lượng hải sản tận đáy 4 tỉnh miền Trung để nhân dân yên tâm đánh bắt cũng như sử dụng. Một sự việc hy hữu vừa xảy ra đang khiến người dân Cà Mau xôn xao. Nhiều bà con cho rằng lần đầu tiên ghi nhận trường hợp người bị mực tua cắn dẫn đến tình trạng nguy kịch. Nghe qua thì có vẻ thật là sốc đúng không thưa quý vị và các bạn? Mực tua hay còn gọi là bạch tuộc là món hải sản ưa thích của rất là nhiều người. Trước giờ thì chưa nghe chuyện nó cắn ai gây nguy hiểm đến tính mạng bao giờ. Tuy nhiên, theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì vào chiều ngày hôm qua 3 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết bệnh viện này vừa cứu sống một bé trai nguy kịch nghi do bị loài hải sản này cắn. Sau đây là chi tiết của vụ việc kỳ lạ này. Bé trai 6 tuổi ngụ tại cửa biển Giá Cao, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Khi nhập viện, gia đình nói với bác sĩ rằng bé đã bị con mực tua ở biển cắn trúng tay. Các bác sĩ cũng thấy có vết cắn và bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch, mạch bằng không, trí não lơ mơ. Qua chẩn đoán, kết luận bé bị sốc phản vệ. Còn việc nguyên nhân có phải do mực cắn hay không thì vẫn chưa thể kết luận cuối cùng. Theo gia đình thì sáng cùng ngày, bé theo cha mẹ ra mé biển đang bắt cá kèo giống. Có nhiều mực tua bị mắc lưới, lúc này em bé đã lấy tay bắt một con mực đang còn sống và bị nó quấn vào tay, cắn xiết, máu chảy rất nhiều. Liền sau đó bé bị tím tái toàn thân, sôi bọt miệng, ói mửa và gần như bất tỉnh, thở yếu ớt. Hiện con mực nối trên đã được gia đình trộn trong một cái keo để các bác sĩ kiểm tra có độc tố hay không. Nhiều loài sinh vật biển quý hiếm đang bên bờ tuyệt chủng, bảo tồn, bảo vệ chúng là chuyện không của riêng ai. Và hành động sau đây của ngư dân ở xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đang được cộng đồng hết sức quan ngên. Số là sau khi bắt được con rùa biển khủng với cân nặng là khoảng 50kg này đây, thì bà con đã cùng với chính quyền địa phương tổ chức thả rùa biển về lại môi trường tự nhiên. Trước đó, rạng sáng ngày 2 tháng 7, trong lúc đang đánh bắt hải sản ngoài biển, ngư dân Mai Xuân Hương, thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi phát hiện một con rùa biển nặng khoảng gần 50kg mắc vào lưới cá. Ngay sau đó, ông Hương đã đưa rùa biển về nhà chăm sóc, nuôi dưỡng. Nhận được tin báo, chính quyền xã đã vận động và được ông Hương đồng tình thả rùa về biển. Đến chiều cùng ngày 3 tháng 7, con rùa đã được chính quyền địa phương cùng ngư dân thả về lại môi trường tự nhiên trong tình trạng sức khỏe ổn định. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang chiêm ngưỡng trên màn ảnh là những tác phẩm đẹp do Nguyễn Thị Hồng Yến, 24 tuổi, sáng tác. Một cái tên được rất nhiều người biết đến qua những tác phẩm chân dung sống động. Bên cạnh đó, 9X này còn có biệt tài vẽ tranh lòng tranh. Và theo nữ sinh này thì tranh lòng tranh là cách vẽ lồng hai khuôn mặt vào nhau hoặc là lồng cảnh vật vào khuôn mặt của nhân vật. Đây là thể loại tranh ít người theo đuổi ở Việt Nam. Điểm khó nhất của thể loại này là phải phù hợp, nét vẽ mềm mại, không làm cho tổng thể tranh bị rối. Và mục đích của việc vẽ tranh lòng tranh là để người xem có cảm giác mờ ảo giống như là tâm trạng của bản thân. Bởi vậy, hầu hết bức vẽ đều có phong cách là cảm thấy thoáng buồn. Thưa quý vị và các bạn, Hồng Yến là hiện nay là sinh viên năm cuối của Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, đam mê hội họa từ nhỏ và có kinh nghiệm 5 năm vẽ tranh truyền thần. Cô thường tìm tòi học hội họa ở trên mạng, từ đó vẽ được những bức tranh sống động như thật. Hồng Yến cho biết coi nghề vẽ là cách bày tỏ cảm xúc khi gặp áp lực. Bên cạnh đó, 9X đến từ Cần Thơ còn kiếm thêm thu nhập từ việc nhận vẽ hàng ngày. Thông thường, một bức tranh chân dung khổ A4 có giá từ 200.000 đồng, khổ A3 là 300.000 đồng. Hiện gia tài của nữ sinh này là trên 500 bức tranh.
Yến vẽ trung bình từ 1 đến 2 ngày thì xong một tác phẩm, tùy từng chủ đề. Theo zin.vn, dự định sắp tới của nữ sinh Cần Thơ là tốt nghiệp đại học, có việc làm đúng ngành kiến trúc nội thất mà cô đang theo đuổi. Chương trình được tiếp tục với những diễn biến phức tạp về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, hiện nay đợt mưa lũ nghiêm trọng vẫn đang được tiếp tục cảnh báo kéo dài đến khoảng 5 tháng 7 ở các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Tính đến thời điểm này, tỉnh Lào Cai đã bị thiệt hại hơn 4 tỷ đồng do ảnh hưởng của đợt mưa. Mưa dông kéo dài ngày 26 đến nay. Trong đó, chịu thiệt hại nặng là huyện Mường Khương với đường giao thông do sạt lở, nhiều công trình thủy lợi hư hỏng. Huyện bị thiệt hại 12 ngôi nhà ở do sạt ta luy cùng gần 500 hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại. Cùng với đó, một số công trình thủy lợi bị gãy 17 km kênh bê tông, hư hỏng 12 m kè, 300 m kênh mương. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai tỉnh đang đôn đốc các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến để có biện pháp ứng phó kịp thời với đợt mưa lũ này. Tỉnh Cao Bằng nằm trong vùng ảnh hưởng của mưa to cục bộ, tại một số nơi xảy ra tố lốc, lũ quét, sạt lở đường đất. Hiện tại trên địa bàn tỉnh, nước sông đã rút, các huyện bị ảnh hưởng nặng như Hà Quảng, Bảo Lạc đang bắt tay vào việc khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Trong đó, theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Hà Quảng, đã có 350 ngôi nhà bị ngập úng, 6 công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu bị vùi lấp, gãy một số đoạn, ước tính thiệt hại là trên 15 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên trong những ngày gần đây, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái liên tiếp có mưa to dẫn đến các khe suối xả ra lũ lớn. Lũ lớn gây ngập nhiều hoa màu của nhân dân và gây sạt lở đất đá tại thị trấn Mù Cang Chải. Đặc biệt vào lúc gần 13 giờ ngày 3 tháng 7, tại bản Sáng Nhù, xã Mồ Dề đã xảy ra sạt lở đất làm ngôi nhà anh Thào A Sùng bị sập hoàn toàn. Đất đá đã vùi lấp cháu Thào Thị Là, 6 tuổi, là con anh Sùng, khiến cháu tử vong tại chỗ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, mưa dông nhiều ngày qua đã khiến cho những hàng cây xanh ven đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tai nạn từ trên trời rơi xuống. Vào khoảng 6 giờ rưỡi tối ngày hôm qua, thì trong lúc mưa nhỏ, một cây xanh trên đường Mạc Thị Bưởi thuộc quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bị gốc đổ xuống đường, đè trúng một ô tô 4 chỗ đang dừng dưới lòng đường, khiến cho chiếc xe này trở nên không còn nguyên hình dạng. May mắn thì thời điểm xảy ra vụ việc trên, xe không có người. Sau sự cố, cây xanh nằm chắn ngang đường tạo thành một hố sâu trên vỉa hè. Tuyến đường Mạc Thị Bưởi bị phong tỏa để phục vụ cho công tác khắc phục sự cố. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt ghi nhận hiện trường, điều tra nguyên nhân. Ngay sau đó, nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh đã đến dọn dẹp hiện trường. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều qua, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một công trình xây dựng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ cháy khiến nhiều công nhân hoảng loạn, tháo chạy ra ngoài. Quan sát từ phía xa thì khói đen bốc cao lên nghi ngút, bao phủ cả một khu vực công trường của dự án xây dựng Vinhome Central Park. Thông tin ban đầu, nhiều người dân và công nhân phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ công trường. Nhiều công nhân đang làm việc hoảng loạn tháo chạy. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã điều động nhiều phương tiện chữa cháy đến để dập lửa. Tuy nhiên, chỉ sau 20 phút, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Bình Thạnh đã khống chế được ngọn lửa. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyện 22 giờ tối qua, chúng tôi có đề cập đến một đoạn video clip ghi lại hình ảnh ba người nghi đào trộm mộ tại nghĩa trang Lạc Sơn, phường Thái Học, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương gây xôn xao dư luận. Và thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc nhóm đối tượng nghi đào trộm mộ bị người dân phát hiện dây bắt đang được công an của thị xã Chí Linh tiếp tục điều tra. Theo đó, danh tính các đối tượng đã được làm rõ gồm Vũ Thị Thu Hà, 37 tuổi, trú tại phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Đỗ Văn Thảo và Vũ Văn Linh cùng trú tại xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương. Việc các đối tượng này đào mộ người chết là có thật hay không? Để làm gì? Sau đây là thông tin chi tiết của vụ việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi đào mộ một người phụ nữ mất vào năm 2002 tại nghĩa trang Lạc Sơn để tìm kiếm tài sản. Theo đó, đối tượng Vũ Thị Thu Hà có chồng đang ở trại giam Kim Chi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Trong một lần thăm chồng, Hà được biết thông tin dưới phần mộ của Hiền có chôn 5 cây hai vàng. Sau đó, Hà đã rủ 4 đối tượng khác tham gia đào mộ để trộm tài sản. Thời điểm các đối tượng bị người dân phát hiện và bắt giữ, nhiều vật dụng như búa tạ, thủng, bay xay và đục vẫn ở hiện trường. Một phần mộ bị nạy gạch và có dấu hiệu đào bới. Theo gia đình, đây không phải là lần đầu phần mộ này bị xâm phạm. Gia đình cũng khẳng định dưới mộ không hề có số vàng khủng như lời đồn thất thiệt. Liên quan đến vụ tham gia cấp cứu tai nạn giao thông khiến 24 người nghi bị phơi nhiễm HIV, trong diễn biến mới nhất chúng tôi vừa nhận được từ báo VOV Online, vào tối qua, Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết đã có thêm 13 người nghi bị phơi nhiễm HIV và được điều trị dự phòng. Trong 13 trường hợp mới được phát hiện, có 7 người là cán bộ, nhân viên trung tâm y tế huyện Đắc Hà, 3 người dân tham gia cứu nạn, 2 nạn nhân vụ tai nạn nằm gần vị trí người tử vong bị HIV và 1 chiến sĩ công an làm nhiệm vụ khám nghiệm tử thi. Cũng theo VOV, bác sĩ Đào Duy Khánh, giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, tất cả 13 trường hợp này đều được điều trị dự phòng bằng thuốc chống phơi nhiễm HIV, ARV từ ngày hôm qua cho đến sáng nay, đảm bảo trong 72 giờ. Như vậy, đến tối nay, tổng cộng có 37 cán bộ, nhân viên y tế và người dân địa phương trực tiếp tham gia cứu nạn, cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 30 tháng 6 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Kon Tum bị phơi nhiễm với HIV và đã được điều trị dự phòng bằng thuốc chống phơi nhiễm. Tất cả các trường hợp đều được điều trị miễn phí và theo dõi chặt chẽ. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin về y tế hết sức đáng chú ý, nhất là với chị em phụ nữ. Trong mổ lấy thai thì gây tê tủy sống là phương pháp hàng đầu, được ưu tiên lựa chọn bởi phương pháp đơn giản, thời gian khởi tê nhanh, giúp giảm thấp nhất lượng thuốc tê qua thai nhi. Nhưng nhiều thông tin cho rằng sắp tới phương pháp này có thể sẽ không còn được áp dụng trong một số trường hợp bởi một lệnh cấm vừa được Bộ Y tế ban hành. Thực hư lệnh cấm này ra sao? Ngọc Mai xin được thông tin cùng quý vị. Thực tế, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu báo cáo đơn vị y tế trên toàn quốc áp dụng phương pháp gây tê nội khí quản thay cho phương pháp gây tê tủy sống trong mổ lấy thai đối với những sản phụ có nguy cơ tai biến cao. Cụ thể, những sản phụ bị cấm gây tê tủy sống khi đẻ mổ bao gồm người có nhau tiền đạo thể bắn trung tâm hoặc trung tâm, sản giật, tiền sản giật nặng, nhau bông non. Qua theo dõi nhiều trường hợp tai biến tại địa phương và những ý kiến phản ánh từ các đơn vị, những sản phụ suy đa tạng, rối loạn đông máu, ngừng tim, tắc mạch ối có nguy cơ tai biến cao nếu áp dụng gây tê tủy sống khi mổ lấy thai. Họ thường bị chảy máu nhiều và tụt huyết áp nên rất nguy hiểm. Nhưng riêng các sản phụ có sức khỏe bình thường vẫn có thể thực hiện biện pháp gây tê tủy sống để mổ lấy thai này. Thưa quý vị và các bạn, mối nguy hiểm từ biển khơi đe dọa các ngư dân không chỉ có sóng to gió lớn, rủi ro tàu thuyền mà còn do bệnh tật bất kỳ. Trong lúc lênh đênh trên biển, chẳng may mắc bệnh nguy hiểm thì nếu không có sự ứng cứu kịp thời, nhiều người khó lòng giữ được mạng sống. Khoảng 1 giờ rưỡi chiều hôm qua, tàu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đã đưa thuyền viên mang tên SD Sabutra, sinh năm 1988, quốc tịch Indonesia, bị nghi ngờ bị đau ruột thừa về bờ an toàn và điều trị cấp cứu. Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã liên lạc trực tiếp với tàu AD Astra, đề nghị tàu chuyển hướng, tăng tốc hành trình về Vũng Tàu. Đồng thời, phối hợp với Đài Thông tin Duyên hải Hồ Chí Minh hỗ trợ tư vấn y tế cho tàu và cùng lúc điều động tàu SAR-413 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 3 đi đón đầu để tiếp nhận thuyền viên bị bệnh, tổ chức chăm sóc y tế, đưa thuyền viên về bờ bàn giao cho cơ quan chức năng và đại lý đại diện chủ tàu ở Việt Nam. Khi thuyền viên bị nạn, tàu AD Astra đang chở hơn 68.000 tấn đậu nành từ Singapore đến cảng Suhan, Trung Quốc. Tiếp tục chương trình sáng nay, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong vòng nửa tháng, Bộ Y tế phải công bố chất lượng hải sản tận đáy 4 tỉnh miền Trung để nhân dân yên tâm đánh bắt cũng như sử dụng. Quế trai trai giác cả bao tải dao, rửa đi đánh nhau, không ai gặp phải công an. Người tiêu dùng cảnh giác sáng nay sẽ giúp quý vị điểm danh một trong những mặt hàng được làm giả nhiều nhất hiện nay, đó là mỹ phẩm. Thưa quý vị, chiều hôm qua, tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trong vòng nửa tháng tới, Bộ Y tế phải công bố chất lượng hải sản tận đáy 4 tỉnh miền Trung để nhân dân yên tâm đánh bắt và sử dụng hải sản.
Dân và theo Bộ Y tế thì kết quả giám sát chất lượng hải sản từ Hà Tĩnh cho đến Thừa Thiên Huế của Bộ cho thấy, sau một thời gian ngắn xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra, hải sản tầng nổi đã bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, kết quả giám sát liên tục từ tháng 6 năm 2016 cho đến tháng 3 năm 2017 cho thấy các chỉ tiêu cyanua, phenol, thủy ngân, cadimi, chì, chrome, arsen và sắt ở hải sản tầng đáy liên tục giảm nhưng vẫn còn. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu hải sản ở Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa là những vùng không bị ô nhiễm để kiểm nghiệm, đối chứng với hải sản của 4 tỉnh miền Trung. Đến tháng 5, tháng 6 vừa qua, các mẫu đối chứng đã giống nhau về các chỉ tiêu nêu trên. Riêng mẫu ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh thì chỉ còn chỉ tiêu là phenol cao hơn. Các báo cáo cũng cho biết tất cả các hải sản như cá ngừ, cá thu, cá nục, cá chỉ vàng, bạc má và các loại hải sản khác sống ở tầng nổi, hải sản tại đầm nuôi của các tỉnh này hiện đều an toàn để dùng làm thực phẩm. Tính đến hết tháng 3 năm 2017, số người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên là 139.000 người, cao đẳng là 104.000 người và trung cấp là 83.000 người. Để góp phần giải quyết tình trạng này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo đề án đưa lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025. Bộ này tính toán từ nay đến năm 2025 cần khoảng 1.300 tỷ đồng để đưa 54.000 cử nhân thất nghiệp đi lao động ở nước ngoài. Mục tiêu của đề án là đưa hơn 54.000 lao động tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chưa tìm được việc có nhu cầu đi làm tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức ở một số ngành nghề được phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, đề án của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có thể có mục đích tốt. Tuy nhiên, ngẫm kỹ lại, tốn hơn ngàn tỷ để đưa cử nhân thất nghiệp đi bán sức lao động ở nước ngoài thì cũng là một nỗi đau. Thưa quý vị, trong các bản tin trước, chúng tôi có thông tin về hiện tượng cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân ở Hòn Chuối, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, khiến bà con thiệt hại nặng nề. Sau nhiều ngày tìm hiểu, thì chiều qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết đã xác định được nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bất thường này. Nguyên nhân khiến cá bớp bị chết là do con hàu đóng quá dày vào các lỗ lưới của lồng bè. Các bè nuôi lâu ngày bị trong đóng kín lỗ mắt lưới, làm ngăn và hạn chế dòng chảy, dẫn đến tình trạng thiếu oxy. Ngoài ra còn nguyên nhân do ngoại ký sinh trùng bám vào da của cá dẫn đến cá chết. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng thì nguyên nhân này không ảnh hưởng lớn, chỉ diễn ra nhất thời. Hiện các chủ lồng bè đã khắc phục được tình trạng trên bằng cách vệ sinh, làm sạch các lồng bè nuôi cá. Hiện cá đang phát triển bình thường. Thiếu nữ giả làm giám đốc công ty, thuê hội trường tổ chức hội nghị rồi lừa nhiều cửa hàng mang tivi, laptop đến để chiếm đoạt trắng trợn. Với thủ đoạn này, vào ngày 3 tháng 7, Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giam Đặng Thị Thùy Dương, 18 tuổi, quê tại Trà Vinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, hồi cuối tháng 5, Dương đến cao ốc trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, tự xưng là giám đốc công ty, thuê hội trường tầng 5 để tổ chức hội nghị. Đối tượng gọi cửa hàng cho thuê điện máy ở quận 4, yêu cầu mang đến 5 TV LCD, 3 iPad, 3 laptop và nhiều thiết bị khác, trị giá khoảng 100 triệu đồng để phục vụ hội nghị. Ngay sau đó, thiếu nữ kêu xe chở hết đồ thuê đi bán. Cảnh sát xác định giấy tờ của Dương thế chân cho cửa hàng điện máy là giả. Mới đây, chủ cửa hàng đã bắt nữ doanh nhân lang thang tại trung tâm Sài Gòn, bắt giao cho công an. Cơ quan điều tra cho rằng Dương đã lừa nhiều cửa hàng điện máy bằng chiêu này, chiếm đoạt các máy móc trị giá hàng trăm triệu đồng. Thêm một vụ bể hụi khủng hoảng vừa xảy ra khiến hàng chục ngàn người dân lâm vào cảnh trắng tay. Lợi dụng sự cả tin và lòng tham của nhiều người dân, Nguyễn Thu Thanh, sinh năm 1984, bán rau ở chợ, đã lập dây hụi và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân. Trước đó, Thanh làm chủ hụi với mức tiền tối đa là 30 triệu đồng, mỗi người đóng 3 triệu đồng một tháng. Số người chơi hụi với Thanh lên đến 50 người, chia thành 9 dây. Đến thời điểm này, đã có 25 người tại huyện Hải Hà và thành phố Móng Cái đứng ra tố cáo Nguyễn Thu Thanh với tổng số tiền chiếm đoạt là 14,2 tỷ đồng. Những vụ bể hụi gây xôn xao dư luận gần đây tại Quảng Ninh nói riêng, trên cả nước nói chung là lời cảnh báo nghiêm khắc với những người hám lợi, nhẹ dạ cả tin. Dù việc cần sự vào cuộc quyết liệt nghiêm khắc hơn nữa của các cơ quan chức năng cũng như nâng cao nhận thức của người dân về việc góp tiền chơi hụi, tránh cho người dân
tránh những hệ lụy cả về kinh tế, tinh thần khi bị các ông chủ của các đường dây lộ mặt thành những tay lừa đảo. Thưa quý vị, một thanh niên choai choai hiện nay luôn muốn thể hiện mình trước mọi người. Ta đây là giang hồ thứ thiệt, sẵn sàng dùng hàng nóng để giải quyết vấn đề, dù rằng đó là chuyện không đáng. Do có mâu thuẫn với nhau, hai nhóm đối tượng đã hẹn nhau và sử dụng hung khí để giải quyết. Rất may, công an thành phố Huế đã kịp thời ngăn chặn hành vi này. Trong lúc tổ công tác đặc biệt công an thành phố Huế đang tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm thì phát hiện một nhóm đối tượng đi xe mô tô chạy thành đoàn với tốc độ cao. Thấy nhiều dấu hiệu nghi vấn, vi phạm pháp luật, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, tạm dừng phương tiện. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe mô tô của các đối tượng có một bao tải, bên trong chứa 8 rau dựa mát. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng bước đầu khai nhận đã tập trung nhiều đối tượng thanh niên và hẹn nhau với một nhóm đối tượng khác đến khu thi đấu Bà Triệu thuộc phường Xuân Phú để giải quyết mâu thuẫn, nhưng chưa kịp thực hiện hành vi thì đã bị công an bắt giữ. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Bộ Công an, 6 tháng đầu năm nay, mặc dù hoạt động của các loại tội phạm đã được kiềm chế, song tình hình tội phạm ma túy ở nước ta đang diễn biến hết sức phức tạp. Thực tế cho thấy số vụ, số đối tượng và lượng ma túy bắt giữ qua các năm không ngừng tăng lên. Và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến các hành vi tội phạm khác. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, trung bình mỗi năm, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt 18.000 đến 19.000 vụ, với khoảng 29.000 đến 31.000 đối tượng. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ 11.834 vụ, 17.680 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, tăng 1.808 vụ, 1.851 đối tượng so với cùng kỳ năm 2016. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội về ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Theo phân tích của Bộ Công an, tội phạm về ma túy là nguyên nhân dẫn đến các hành vi tội phạm khác. Tội phạm về ma túy cũng là nguyên nhân dẫn đến các hành vi tội phạm khác. Đấy là cái xác định từ đầu năm, lãnh đạo Bộ Công an tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với cái việc ngăn chặn, đấu tranh đối với tội phạm ma túy. Trong 6 tháng cuối năm 2017, Bộ Công an tập trung tham mưu với Đảng, Nhà nước và các quỹ, chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về công tác đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm để tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, phát hiện sớm tội phạm, không để tội phạm lộng hành. Chuyển sang thông tin khác, nhằm giúp bà con có đầu ra ổn định trong việc tiêu thụ nông sản sạch và an toàn, tránh các trường hợp giải cứu như thời gian qua, tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn thực phẩm giữa tỉnh Tiền Giang và thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã thống nhất về nội dung hợp tác xây dựng chuỗi cung ứng trái cây an toàn từ khâu sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến cửa hàng bán sản phẩm tại thành phố Đà Nẵng, phối hợp truy xuất nguồn gốc xuất xứ, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất nông sản an toàn tại tỉnh Tiền Giang tiếp cận thị trường Đà Nẵng thông qua các chương trình hội chợ, hội thảo, liên kết doanh nghiệp. Thưa quý vị, an toàn, chất lượng là tiêu chí hàng đầu của nông sản cũng như bất kỳ loại hàng hóa nào muốn có chỗ đứng trên thị trường. Về phía người tiêu dùng thì giữa thị trường hàng hóa còn nhập nhằng như hiện nay cũng cần có những thông tin để nhận diện thật giả, tránh tiền mất tật mang. Người tiêu dùng cảnh giác hôm nay tiếp tục cùng quý vị đề cập điểm nóng này. Xin mời chị Quỳnh Như. Xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, bây giờ sản phẩm nào cũng có thể làm giả được, ngay cả tiền. Vì mục đích lợi nhuận, nhiều người đã bỏ qua sự an toàn sức khỏe của người tiêu dùng mà sản xuất kinh doanh những loại hàng giả, hàng nhái, loại hàng kém chất lượng. Người tiêu dùng cảnh giác sáng nay sẽ giúp quý vị điểm danh một trong những mặt hàng được làm giả nhiều nhất hiện nay, đó là mỹ phẩm. Đây là lô hàng mỹ phẩm giả đã bị lực lượng công an thành phố Cần Thơ bắt giữ. Thùng hàng mang nhãn hiệu Nutriday, Triday, kem dưỡng trắng da Hasu, kem dưỡng trắng da toàn thân, nha đam, không rõ nguồn gốc xuất xứ, cùng với nhiều loại hóa chất, thùng, dụng cụ là mỹ phẩm, các loại nhãn mác bị thu giữ. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả này của ông Nguyễn Văn Thành làm chủ, chuyên làm giả các nhãn hiệu nổi tiếng, nhìn giống y chang như hàng thật. Số lượng hàng lớn đến nỗi
cảnh sát phải mất một ngày đêm mới kiểm hết được lượng mỹ phẩm giả tại cơ sở của ông Thành. Số lượng này được bỏ mối nhiều nhất ở miền Trung và Tây Nguyên. Trước đó, lực lượng chức năng Hà Nội cũng phát hiện quy trình sản xuất kem trắng da cao cấp mang nhãn hiệu được quảng cáo xuất xứ Hàn Quốc. Đây là sản phẩm khá nổi tiếng, giá khá mắc, khoảng 1 triệu 600 ngàn đồng một hộp. Không biết bao nhiêu người tiêu dùng đã sử dụng phải sản phẩm giả này. Nếu như biết được quy trình sản xuất thật sự của nó, chắc ai cũng rợn người. Và đây là phụ liệu để trộn kem, đựng trong hộp nhựa bẩn, sản xuất sơ sài. Còn rất nhiều cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả trong nước bị phát hiện với quy trình sản xuất không thể tưởng tượng được, đó lại là kem. Chưa mới có 1 tháng à, mới dọn lên à, mình cũng chưa có sắp đặt được. Cái mình sắp đặt thì bình thường thì nó cũng sạch sẽ gọn gàng, tại mấy cái quy trình đó là em có xuống thành phố em học rồi, nhưng mà nguyên liệu rồi cũng như là pha chế rồi là chúng mình nhập từ các công ty khác rồi về lúc đầu rồi mình làm chung là bán thì khắp nơi. Ở Bình Dương cũng có, các tỉnh cũng có. Mỹ phẩm giả không rõ nguồn gốc ấy, thì nó sẽ đem lại rất là nhiều những cái tác hại đối với lại người sử dụng. Nó để lại những phản ứng phụ, chẳng hạn như là cái dị ứng nặng. Và có những trường hợp thì cái hậu quả nó đến với da của người sử dụng rất nặng nề và phải mất nhiều thời gian để chữa trị. Tại chợ Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh, các tiểu thương bán đủ các mặt hàng từ nội đến ngoại. Với chiếc đồng hồ hiệu Longkin này có giá chỉ 550.000 đồng một cái. Người bán hàng chào mời là hàng này xài tốt, đảm bảo không vô nước. Nhưng cũng thẳng thắn với khách hàng, đây chỉ là hàng fake, hàng nhái, còn hàng xịn mắc hơn rất nhiều lần. Và rất nhiều các mặt hàng như túi xách, giày dép, quần áo, tới bánh kẹo, với đủ các thương hiệu nước ngoài cũng bị làm giả tinh vi. Và tình trạng buôn lậu quần áo, giày, phụ kiện thời trang, túi xách mang nhãn hiệu Adidas, Gucci, Chanel cũng phức tạp không kém. Thường thì các loại hàng này sẽ được đưa về các vùng nông thôn tiêu thụ bởi người dân có thói quen chỉ quan tâm đến giá cả và nhìn qua nhãn hiệu sản phẩm khi mua hàng chứ không tìm hiểu kỹ xuất xứ, nhà sản xuất. Hàng gian, hàng giả ngày càng diễn biến phức tạp. Nếu quý vị mua nhầm những chiếc giỏ sách giả thì nó chỉ khiến chúng ta vừa mất tiền vừa tức anh ách. Nhưng còn nếu chẳng may mua nhầm loại mỹ phẩm giả kém chất lượng thì hậu quả hết sức khó lường. Các chuyên gia về mỹ phẩm và những người dùng có kinh nghiệm chia sẻ một số mẹo phân biệt hàng giả hàng thật mà chúng tôi tổng hợp ngay sau đây. Hàng thật, trên bao bì sản phẩm có in mã vạch. Đối với sản phẩm dạng tuyết, phần đuôi sẽ có mã vạch và hạn sử dụng, đóng nổi. Bao bì nhãn mác được làm từ giấy có chất lượng tốt. Vỏ được đóng bẹp, sắc nét, được cán sắc sảo. Logo và chữ sắc cạnh, đều màu, không lem nhem. Có tem chống hàng giả của Bộ Công an. Kem và phấn khi thoa lên da có cảm giác mịn, thấm đều vào da, không gây nhờn, mùi hương dịu nhẹ. Hàng giả, hầu hết không có mã vạch, nếu có thì chỉ là mảnh giấy dán vào, kiểu trình bày in ấn không rõ ràng. Bao bì giấy có chất liệu xấu, chữ quá nhỏ hoặc quá to, mờ hoặc dễ bị bong tróc. Không có tem chống hàng giả của Bộ Công an. Khi sử dụng, không thẩm thấu hết vào da, có cảm giác bóng, nặng da, mùi thơm nồng. Ngoài ra, những sản phẩm nhái được biến đổi tên gần giống với tên của sản phẩm thật. Để đảm bảo mua đúng hàng chất lượng, quý vị hãy chọn nơi có uy tín. Đặc biệt là hãy nhớ rõ nguyên tắc, không có sản phẩm nào là đẹp cóc tóc an toàn. Phần tin tôi mang đến sáng nay xin tạm dừng tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11:30 trong Chuyển động Đông Tây. Cảm ơn chị Quỳnh Như. Chương trình sẽ tiếp tục với những tin tức thế giới chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, tạp chí Time vừa qua đã công bố danh sách các nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất cộng đồng mạng trên toàn cầu. Theo đó, ngoài những cái tên nổi tiếng như là ca sĩ Katy Perry, Tổng thống Mỹ Donald Trump, một cô bé chỉ mới 8 tuổi, người Syria đã lọt vào danh sách này. Cô bé này là ai mà lại có sức ảnh hưởng đến như vậy? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. 17 người được cho là đã chết trong vụ va chạm kinh hoàng giữa xe buýt chở khách và xe tải ở Đức. Nhiều nước châu Âu đang phải ứng chịu một đợt nắng nóng kỷ lục cuối tuần qua. Cô bé 8 tuổi lọt top những người ảnh hưởng nhất trên Internet năm 2017.
độc đáo bánh xe 3D không bao giờ hỏng. Và các bạn, sáng qua, cảnh sát Đức cho biết một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe buýt chở khách và xe tải trên tuyến đường cao tốc A9 thuộc bang Bayern khiến ít nhất 31 người bị thương và 17 người khác được cho là đã chết trong chiếc buýt cháy chờ khung. Và thông tin chi tiết về vụ tai nạn nghiêm trọng này sẽ có trong bản tin giao thông 24 giờ sau ít phút nữa. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Còn sau đây là thông tin nóng về vụ rơi trực thăng tại Indonesia khiến nhiều người thiệt mạng. Đây được xem là thảm họa kép khi mà chiếc trực thăng này được cho là đang trên đường đi cứu hộ người dân, một vùng bị núi lửa phun trào khiến cả chục người bị thương. Cùng ngày, giới chức Indonesia cho biết 8 người đã thiệt mạng khi chiếc máy bay trực thăng cứu hộ Dolphin AS-365 chở họ đã đâm vào vách núi Butat ở huyện Temanggung, tỉnh Trung Java vào tối ngày 2 tháng 7. Được biết, chiếc máy bay này đang trên đường tới hỗ trợ sơ tán những người dân sinh sống gần núi lửa Sileri Crater vừa thức giấc ở cao nguyên Dien. Trong những người thiệt mạng có 4 sĩ quan hải quân và 4 nhân viên cứu hộ. Ngoài ra, việc núi lửa Sileri Crater đã bất ngờ hoạt động trở lại từ sáng ngày 2 tháng 7 cũng đã khiến 10 người bị thương. Trong khi thế giới vẫn đang không ngừng tìm kiếm giải pháp cho vấn đề biến đổi khí hậu, thì mức nhiệt trái đất ngày càng nóng lên đang biểu hiện ngay cả ở những nơi vốn từng có thời tiết mát mẻ, dễ chịu trong mùa hè. Tại châu Âu, nắng nóng đang hoành hành ở nhiều nước. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong ngày 2 tháng 7, nhiệt độ có nơi lên đến 44,5 độ C. Cơ quan khí tượng nước này cũng mức nhiệt độ kỷ lục ở biển Zende. Nắng nóng khiến khoảng 500 hectare rừng tại Menderes thuộc tỉnh Izmir bốc cháy. Còn tại quốc gia láng giềng Hy Lạp cũng ghi nhận mức nhiệt lên tới 43 độ C, trong đó có thủ đô Athens, nơi nồng độ ozone trong không khí ở mức rất cao. Trong khi đó, tại Cộng hòa Sip, nhà chức trách đã ban bố cảnh báo màu cam khi nền nhiệt của quốc gia này cuối tuần qua tăng lên đến 45 độ C, một trong những mốc cao nhất trong vài thập kỷ trở lại đây, đồng thời là mức cao nhất trên toàn châu Âu và khu vực Trung Đông. Đợt bùng phát dịch bệnh Ebola gần đây nhất tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị khống chế hoàn toàn. Thông tin được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra vào ngày hôm qua, sau khi đợt bùng phát mới nhất khiến 4 người tử vong và 4 bệnh nhân đã được chữa khỏi tại quốc gia Trung Phi này. Theo WHO, ghi nhận sau đợt dịch bùng phát mới đây cho thấy tổng cộng 4 người đã tử vong, trong khi 583 người có tiếp xúc với bệnh nhân đã được theo dõi kỹ lưỡng theo đúng quy định, song không có dấu hiệu phát triển của các triệu chứng của Ebola. Với việc chấm dứt dịch Ebola, Cộng hòa Dân chủ Congo một lần nữa đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng cộng đồng quốc tế có thể kiểm soát dịch bệnh chết người này nếu phản ứng kịp thời, một cách có hiệu quả và có sự phối hợp tốt. Dù vậy, các biện pháp tăng cường giám sát vẫn sẽ được tiến hành tại Congo, cũng như tăng cường nhận thức và sẵn sàng ứng phó với các đợt dịch bùng phát mới. Những ngày này, nhiều người dân tại Trung Quốc kéo đến di tích Thiên Đàng, một trong 4 đàn tế nổi tiếng thời phong kiến của Bắc Kinh Trung Quốc, để hấp thu linh khí đất trời. Họ đến đây với niềm tin rằng đường thần đạo ở đây có tác dụng chữa bách bệnh, bất chấp sự bác bỏ của báo chí. Người dân đủ mọi độ tuổi nằm dọc theo con đường lát đá ngọc, bạch ngọc ở chính giữa đường Đan Bệ, bất chấp những người khác đi lại ở hai bên. Nhiều người tin rằng việc hấp thụ linh khí đất trời như vậy còn tốt hơn cả châm cứu và có thể chữa được bách bệnh từ đau lưng đến bệnh phụ khoa. Tuy nhiên, ban quản lý tái khẳng định rằng loại đá trắng này chỉ là đá bình thường, hoàn toàn không có tác dụng trị liệu. Nhiều người cảm thấy phản cảm trước cảnh một số nam giới cởi trần thản nhiên nằm trên lối đi ở khu di sản văn hóa thế giới. Tuy nhiên, ban quản lý cho hay quy định không cấm du khách cởi áo, dù một số hành vi thiếu văn minh khác vẫn bị phạt. Thưa quý vị, khi chúng ta sử dụng những chiếc lớp xe hơi cao su truyền thống thì thường gặp phải những rắc rối như mòn bánh hay xịt lớp. Tuy nhiên, sắp tới đây thì việc này sẽ trở thành câu chuyện quá khứ. Vì sao như vậy? Vì công ty sản xuất lớp xe Michelin vừa cho ra mắt một loại bánh xe của tương lai. Lớp xe in 3D có thể thay đổi và điều chỉnh tùy theo nhu cầu của lái xe. Chiếc lớp đặc biệt này có tên là The Vision hay là tầm nhìn, có thể cung cấp thông tin tình trạng của nó cho lái xe. Điểm đặc biệt của chiếc lớp này đó chính là khả năng thay thế của nó. Hãng Michelin cho biết khách hàng có thể điều chỉnh bánh xe cho từng chuyến đi khác nhau. Công ty Michelin cũng đã giới thiệu bánh xe không hơi đến một số thiết bị như là máy cắt cỏ thương mại hay xe công trường.
Tuy nhiên, để chính thức trình làng bánh xe này thì cần khá nhiều thời gian. Tạp chí danh tiếng hàng đầu của Mỹ vừa công bố danh sách các nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất trên cộng đồng mạng toàn cầu. Cúp mặt trong số 25 gương mặt có nhà hoạt động nhân quyền nhí Abana Alabed. Bé gái Bana Alabed 8 tuổi được cả thế giới biết đến với những dòng tweet chia sẻ về cuộc sống hàng ngày trong bom đạn và khói lửa chiến tranh tại thành phố Aleppo, Syria. Những bức ảnh video ghi lại các sinh hoạt thường nhật của em và gia đình đã thu hút được gần 370.000 người theo dõi hàng ngày. Tháng 12 năm 2016, Bana Alabed và người thân đã được sơ tán khỏi khu vực chiến sự sang Thổ Nhĩ Kỳ. Chính tiểu thuyết gia người Anh J.K. Rowling đã khởi đầu chiến dịch để hashtag quê Bana nhằm giúp Bana cùng gia đình cô bé. Quê hương cháu thường xuyên có tiếng bom nổ và nhà của cháu cũng bị ném bom. May mắn là gia đình cháu đã sống sót. Tất cả chỉ còn lại là một lớp bụi dày trong màn khói mù mịt. Cháu rất nhớ nhà, lớn lên cháu muốn trở thành cô giáo và quay trở lại Aleppo dạy cho các em nhỏ ở đây. Ngoài công việc là một chiến binh vì hòa bình, hiện cô bé nhỏ nhắn này còn là tác giả của cuốn hồi ký Dear World, tạm dịch là Gửi Thế Giới Yêu Dấu, sắp được nhà xuất bản quốc tế Salman & Richter phát hành vào mùa thu này. Nội dung của cuốn sách là những dòng thuyết về thị trấn Aleppo hoang tàn, đổ nát sau những đợt không kích tấn công mà em đã từng đăng tải trên Twitter. Những tin nóng giao thông tiếp tục chương trình. Đức, xe buýt bốc cháy sau va chạm, nghi 18 người đã thiệt mạng. Ùn tắc giao thông trầm trọng, đốt của Hà Nội gần 13.000 tỷ mỗi năm. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ tài xế hất văng cảnh sát giao thông ở Hà Tĩnh mà chúng tôi đã thông tin trong thời gian gần đây, gây bức xúc trong dư luận. Sau khi có lệnh bắt khẩn cấp tài xế Lưu Văn Châu, đã có người gọi điện đến công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, nhận mình tên là Lưu Văn Châu, còn tài xế bị tạm giữ, đó dùng tên giả. Và người đó tên là Phan Đình Hưng. Theo Đại tá Trần Sinh Tố, trưởng công an huyện Can Lộc cho biết, sáng nay nhận được thông tin tài xế dùng bằng giả, không đúng với tên thật nên chưa có quyết định khởi tố bị can, mới chỉ có quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội chống người thi hành công vụ. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong nước và quốc tế vừa xảy ra sẽ tiếp nối phần tin vắn ngay sau đây. Vào khoảng 15 giờ chiều ngày 2 tháng 7, tại một tuyến đường ở xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, xảy ra vụ tai nạn đối đầu cực mạnh với 3 xe máy kẹp 3 chạy ngược chiều. Cú va chạm khiến 5 người trên 2 xe máy văng tứ tung và bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, một người đàn ông khoảng 50 tuổi tử vong. Đang dừng chờ đèn đỏ, một chiếc xe buýt bất ngờ đâm vào ô tô phía trước, gây tai nạn liên hoàn hướng từ ngã tư Thủ Đức về cầu Đồng. Do cú va chạm mạnh nên xe tải này đã lao tới hút xe tải khác cũng đang dừng chờ đèn đỏ. Tại hiện trường, chiếc xe buýt và 3 xe tải dính chùm vào nhau trên đường, hư hỏng phần đầu và đuôi xe, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên đường. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng gây ùn tắc kéo dài trên xa lộ Hà Nội. Sáng hôm qua, một vụ tai nạn giữa xe tải và xe buýt đã xảy ra tại Đức khi chiếc xe buýt chở khách du lịch bốc cháy do va chạm với xe tải trên đường cao tốc A9 thuộc bang Bayern. Theo thông báo mới nhất, cảnh sát địa phương xác nhận 30 hành khách bị thương trên chuyến xe buýt 6 số đã được đưa tới bệnh viện và 18 hành khách khác hiện mất tích. Nhiều nghi vấn được đặt ra có thể họ đã bị thiệt mạng. Hiện giới chức nước này đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân trong vụ việc. Đoạn video cho thấy một chiếc xế hộp màu đen bị mất kiểm soát và đâm vào hàng rào trên đường phố Trùng Khánh, Tây Nam, Trung Quốc. Một nạn nhân nam bay ra khỏi kính chắn phía sau và rơi xuống lan can phía bên kia đường. Chiếc xe quay thêm một vòng rồi dừng lại và may mắn không ai trong số các nạn nhân tử vong. Thưa quý vị, tình trạng kẹt xe giờ trở thành bài toán nan giải ở những thành phố lớn. Ở Hà Nội thì ùn tắc giao thông đã và đang đốt 12.800 tỷ đồng của Hà Nội mỗi năm và khiến không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Nội dung này được nhấn mạnh tại kỳ họp thứ tư
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15 khi thảo luận tại hội trường, đại biểu Nguyễn Phi Trường, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội Transeco cho rằng Hà Nội đang gặp một số rào cản như nguy cơ tụt hậu về quản lý đô thị, câu chuyện bùng nhùm của Uber và Grab thời gian qua thay đổi quan hệ xã hội, thách thức vượt qua quy luật chuẩn hiện hành của luật pháp về an toàn giao thông. Thưa quý vị, chiếc xe là đôi chân, là phương tiện đi học, đi làm, kiếm ăn hàng ngày. Vậy mà khi đôi chân này mất đi thì có vẻ nhiều người không lấy gì làm tiếc nuối. Bằng chứng là thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 10.000 xe máy vi phạm luật giao thông đường bộ bị cảnh sát giao thông tạm giữ, nhưng thật bất ngờ tại trạm lưu giữ phương tiện này thì vi phạm có. Trong khi các kho lưu giữ xe vi phạm luật giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC67 Công an thành phố Hồ Chí Minh đang chật kín không còn chỗ để với khoảng 10.000 xe vi phạm, thì trạm lưu giữ phương tiện thủy vi phạm là chỉ có 4 phương tiện. 12 cán bộ trực 24/24 thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và thường xuyên kiểm tra hệ thống phương tiện, trang thiết bị cũng như dây neo để cố định phương tiện. Những phút còn lại của chương trình sẽ sôi động hơn với những chuyển động thể thao mới nhất, biên tập viên chúng tôi vừa tổng hợp. Chịu sức ép từ nhiều liên đoàn trong khu vực, Malaysia chính thức bỏ phương án bốc thăm tự do chọn bảng. Khởi tranh giải quần vợt trên mặt sân cỏ số 1 thế giới Wimbledon 2017, đương kim vô địch Murray trở lại ấn tượng sau chấn thương. Trung vệ John Terry chia tay Chelsea sau 21 năm gắn bó, chính thức gia nhập Aston Villa. Thưa quý vị, một trong những điều nhận được sự quan tâm nhiều nhất vào ngày hôm qua của bóng đá Việt Nam ở đấu SEA Games sắp tới, đó là việc Malaysia sẽ có tiếp tục giữ phương án bốc thăm tự chọn bảng đấu của mình hay không. Và với sức ép từ nhiều phía, trong cuộc họp với Ủy ban Olympic các nước diễn ra vào chiều qua, ban tổ chức SEA Games 29 Malaysia đã phải thay đổi phương thức bốc thăm môn bóng đá nam. Sau buổi họp giữa các liên đoàn bóng đá và Ủy ban Olympic Malaysia cùng Ủy ban Olympic các nước Đông Nam Á, chủ nhà Malaysia đã quyết định hủy phương án bốc thăm tự cho mình quyền chọn bảng đấu, thay vào đó sẽ áp dụng thể thức bốc thăm như các kỳ SEA Games trước đó. Chủ nhà và đội vô địch sẽ nằm ở hai bảng đấu khác nhau. Sau đó các cặp bốc thăm tiếp theo sẽ xác định dựa theo thứ tự bảng xếp hạng thế giới. Với cách bốc thăm này, nhiều khả năng đội tuyển U22 là hạt giống nhóm 2 cùng với Myanmar và tránh xảy ra khả năng một bảng đấu khó đến mức bất hợp lý. Một trong những tin vui khác của thể thao Việt Nam ngày hôm qua đó là việc xếp hạng chuyên nghiệp quần vợt nam thế giới ATP được cập nhật. Tay vợt trẻ xuất sắc nhất của làng quần vợt Việt Nam là Lý Hoàng Nam đã có màn thắng tiến ngoạn mục khi xuất hiện ở vị trí 475. Qua đó lần đầu tiên lọt vào top 500 tay vợt mạnh nhất thế giới. Thành quả này đến từ việc Hoàng Nam vô địch đơn nam giải quần vợt nhà nghề Thái Lan F3 Future mới đây. Cũng trong chiều qua đang tham dự giải quần vợt nhà nghề Trung Quốc F11 Future được xếp là hạt giống số 8. Lý Hoàng Nam có trận đấu vòng 1 ra quân thuận lợi đánh bại tay vợt chủ nhà Zhou Shenhao. Nếu tiếp tục đạt kết quả tốt tại giải đấu này, đang được tham dự cùng với các giải đấu sắp tới, thì Quảng Nam hoàn toàn có cơ hội lọt vào top 400 của ATP. Tiếp theo của phần tin 360 vẫn là các thông tin về quần vợt. Đến từ ngày thi đấu đầu tiên giải quần vợt trên mặt sân cỏ số 1 thế giới Wimbledon 2017 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay. Trong trận ra quân của mình tại Wimbledon 2017, tay vợt số 1 thế giới Andy Murray chỉ phải gặp đối thủ ít tên tuổi Alexander Bulik ở vòng 1 và sự vượt trội về đẳng cấp đã nhanh chóng được nhà đương kim vô địch của giải thể hiện. Murray chỉ cần 1 giờ 43 phút để đánh bại Bulik trong 3 set với các tỷ số 6-1, 6-4 và 6-2. Chiến thắng này giúp Murray có một khởi đầu hoàn hảo trong hành trình bảo vệ chức vô địch của mình. Cũng có chiến thắng dễ dàng 3-0 với các tỷ số 6-1, 6-3 và 6-2 trước tay vợt người Úc John Millman, ông vua trên mặt sân đất nện Rafael Nadal ghi tên vào vòng đấu kế tiếp. Bất ngờ lớn nhất trong ngày thi đấu đầu tiên là hai tay vợt được đánh giá khá cao San Wawrinka và Nick Kyrgios đã sớm phải nói lời chia tay với giải. Wawrinka bất ngờ thua sốc tay vợt người Nga Medvedev trong 4 set, còn Nick Kyrgios phải bỏ cuộc vì chấn thương. Thị trường chuyển nhượng mùa hè đã chính thức mở cửa hôm 1 tháng 7 vừa qua, vẫn đang chứng kiến sự kín tiếng của các đội bóng đại gia.
nhưng bản hợp đồng bơm tấn chính thức vẫn chưa thể xuất hiện bởi vẫn còn đang mắc kẹt đâu đó trong ma trận tin đồn. Còn những bản hợp đồng chính thức thực sự thì chưa thể khiến người hâm mộ của các đội bóng hưng phấn cho lắm. Sau 21 năm gắn bó cùng Chelsea, trung vệ huyền thoại mang số 26 John Terry đã chính thức chia tay câu lạc bộ này để chuyển xuống giải hạng nhất nước Anh chơi cho Aston Villa. Để tới Villa theo bản hợp đồng 1 năm, Terry được cho là đã từ chối một lời đề nghị từ phía Galatasaray, West Ham, Swansea và một số câu lạc bộ đang chơi Super League Trung Quốc và giải nhà nghề Mỹ MLS. Theo báo giới Anh, việc Terry tới Villa là nhằm tìm kiếm trải nghiệm mới cũng như tránh được việc phải đối đầu với câu lạc bộ cũ Chelsea. Sự sôi động của thị trường chuyển nhượng mùa hè giải ngoại hạng Anh năm nay đang được các đội bóng đại gia như Manchester United, Chelsea hay Arsenal nhường cho Everton. Đêm qua, đội bóng dùng Merseyside công bố cùng lúc hai bản hợp đồng mới. Tiền đạo Sandro Ramirez đến từ Malaga với giá 5,3 triệu bảng và đặc biệt là trung vệ Michael Keane đến từ Burnley với mức phí lên đến 30 triệu bảng, một kỷ lục của câu lạc bộ. Với hai bản hợp đồng này, tính đến thời điểm hiện tại, Everton đã chi ra tổng cộng ngót nghét 100 triệu bảng. Thưa quý vị, trong cuộc đời thì ai cũng một lần mong muốn tạo một dấu ấn riêng nào đó để nhớ mãi theo thời gian. Anh Mark Bimau, người Anh, là một trường hợp như vậy. Với mong muốn xác lập kỷ lục thế giới mới, thì anh đã bắt đầu hành trình đạp xe vòng quanh thế giới trong 80 ngày. Theo thông báo, anh Bimau đã bắt đầu hành trình dài 29.000 km của mình tại thủ đô Paris của Pháp. Trong kế hoạch đi vòng quanh thế giới của mình, anh Bimau sẽ đi từ Pháp đến Trung Quốc trước khi bay sang châu Đại Dương để tiếp tục hành trình dọc các sa mạc của Australia. Sau đó, anh Bimau sẽ đạp xe dọc New Zealand trước khi tới Nam Mỹ từ Alaska và sau đó tới miền đông Canada. Địa điểm cuối cùng trong hành trình xác lập kỷ lục thế giới mới của anh là thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha trước khi trở lại Paris. Dự kiến, Bimau sẽ đạp xe khoảng 16 giờ mỗi ngày để đảm bảo đủ thời gian cho mốc 80 ngày vòng quanh thế giới mà mình đặt ra. Năm 2008, anh Bimau từng đạp xe vòng quanh thế giới trong 194 ngày. Hiện kỷ lục xe đạp vòng quanh thế giới đang do vận động viên người New Zealand, ông Andrew Nicholson nắm giữ với thành tích đạp xe trong 123 ngày. Thưa quý vị, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần lên, nên từ hôm nay, nhiều khả năng Nam Bộ sẽ đón thêm đợt mưa mới. Dùng có mưa vừa mưa to được dự báo là các tỉnh thành Đông Nam Bộ, đặc biệt là khu vực ven biển. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và có thể sẽ kéo dài đến đêm. Mưa dông kết hợp với gió Tây Nam mạnh cấp 2, cấp 3 nên nhiệt độ tương đối dễ chịu, dao động từ 23 đến 34 độ. Đồng bằng sông Cửu Long ngày nhiều mây, cũng có lúc trời giảm mây hưởng nắng nhẹ. Từ trưa trở đi, Cần Thơ, Hậu Giang cũng như là khu vực lân cận đều được dự báo là có mưa. Các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh sẽ có mưa lượng khá. Về đêm, mưa giảm, nhiệt độ ổn định trong khoảng từ 25 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình suốt những phút vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị trong tin tức Đông Tây cũng vào lúc 6 giờ ngày mai. Xin kính chào tạm biệt. Chúc quý vị có một ngày mới nhiều niềm vui.